Hello, Rumi xin chào tất cả các bạn ạ. Rumi xin chúc các bạn và gia đình một ngày thật nhiều niềm vui và tràn đầy sức khỏe nha. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Thì chúng ta, các bạn sử dụng cái phần mềm để đánh máy, chỉnh sửa văn bản nhiều đúng không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn với các bạn trong cái phần mềm chỉnh sửa văn bản Word á ha. Thì các bạn xem nè, ví dụ như đây là một cái file văn bản, các bạn thấy không? File văn bản này á, các bạn thấy cái phần tiêu đề nè, hay nói cách khác là cái phần header nè, nó có cái chữ văn bằng chứng chỉ như thế này và có đường gạch ngang ha. Thì hiện tại cái văn bản này nó có 7 trang. 7 trang này các bạn thấy không? 7 trang. Thì các bạn đi trang nào á nó cũng có cái tiêu đề, cái header nó như vậy ha. Nó giống nhau. Thì cái này không phải là chúng ta đi vô từng trang, chúng ta gõ cái chữ là văn bản chứng chỉ rồi chúng ta gạch cái đường gạch như thế này nha, mà cái này á, là cái một cái tag, một cái hiệu ứng của header của cái phần của Word ha. Rồi thì tương tự á, các bạn để ý nè, ở dưới cái phần footer á, cái đáy trang á, nó sẽ có là trang 2 trên 7, có nghĩa là mình đang đứng ở trang số 2 và nó sẽ tự động nó thể hiện là cái chữ trang 2 trên 7, tổng cộng là có 7 trang đúng không? Bạn xuống trang thứ ba nó cũng có là trang 3 trên 7 dưới cái phần footer ha. Cái này gọi là footer, footer là cái chân á ha. Thì cái trang nó đều như nhau hết á. Rồi một cái nữa nha, là ví dụ như các bạn để ý văn bản này nè, nó có 611 là quy định về văn bằng chứng chỉ gì đó, rồi 12 là thẩm quyền văn bằng chứng chỉ, 13 là nguyên tắc quản lý điều hành cấp phát văn bằng chứng chỉ, tới 14, 15 và 16 ha. Thì ở đây á, nó có một cái là cái phần mục lục ha. Mục lục đó nó sẽ tự động nó thể hiện ra 6 cái mục như vậy. Đó, các bạn thấy không? Và cái mục mỗi mục nó sẽ thể hiện nó đánh cái số trang luôn. Các bạn coi nè ha, mục 2 đánh số trang, ví dụ như mình muốn tới cái mục mục 6 đi. Nè, click vô nó đi tới mục 6 đúng không? Đó. Thì các bạn biết là làm như thế nào không? Có nghĩa là thứ nhất á, chúng ta có cái header là cái đầu của mỗi cái trang á, với lại cái footer có nghĩa là cái chân của mỗi cái trang, nó có con số trang như thế này và cái phần và phần mục mục lục như thế này ha. Cái này là chúng ta làm tự động ha, không phải làm bằng tay nha. Rồi nào, chúng ta cùng bắt đầu ha. Các bạn để ý nha, đây thì đây là một cái file Word, nó chừng bước một ha. Đây là một file Word mà chưa định dạng gì hết, mình sẽ đi từ từ từng bước một để các bạn nắm rõ nha. Đầu tiên là cái header là cái đầu trên mỗi trang ha. Thì để thêm header á, là một á, là bạn double click hai cái trên cái phần đầu của mỗi trang thì nó sẽ tự động nó thêm vô cái header luôn. Có nghĩa là nó vào cái header cho bạn chỉnh sửa. Hai á là nếu các bạn không double click hai cái thì các bạn sẽ chọn là insert, chọn vô cái phần header ha. Và chúng ta chọn một cái header bất kỳ ở đây đó, rồi nó cũng vậy ha. Thì chúng ta sẽ làm như lúc nãy là văn bằng chứng chỉ, chúng ta đánh cái chữ đó vô rồi đó, các bạn thấy đó ha. Rồi các bạn click hai cái ra ngoài thì nó sẽ đi ra ngoài. Rồi các bạn để ý thấy trên cái header nó mỗi trang nó đều có cái thông tin như thế này nha. Rồi các bạn thấy footer dưới chân nó chưa có gì đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ thêm cái trang cho mỗi cái footer. Thì tương tự á, để thêm cái trang cho mỗi cái footer á, một á là các bạn click double click hai cái vô cái footer thì nó sẽ vô cái footer nha. Hai á là các bạn chọn vào cái phần là insert. Rồi tiếp theo các bạn chọn qua cái mục là footer. Thì các bạn thấy ở đây footer đây ha. Rồi, các bạn chọn cái footer. Đó. Thì cái footer ở đây á là mình sẽ thêm cái số trang đúng không? Thêm cái số trang trang máy đó ha. Thì các bạn nhìn lên phần bên trên nè, các bạn thấy cái chữ page number nè, đó các bạn chọn vô, thì các bạn chọn vô là bust sum of page. Rồi mình chọn vô là đây, mình kéo xuống dưới ha, mình thấy là cái page 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 x of y nè, có nghĩa là trang bao nhiêu của bao nhiêu đó, các bạn chọn vô đây ha, page bay x of y nè ha, chọn vô, có nghĩa là hiện tại cái file Word này nè nó có tổng cộng là 6 trang, các bạn thấy không? Số 6 này bây giờ 6 trang nè. Thì nó có, chúng ta sửa lại tiếng Việt cho nó dễ nhìn nha, trang
trang 1 trên 6. Đó, các bạn thấy đó. Rồi chúng ta canh giữa nha, control này nó sẽ vô giữa đó. Các bạn bấm hai lần chuột trái ra ngoài thì nó sẽ thoát ra ngoài. Rồi các bạn đi nè, ví dụ mình trang 1 nè, mình thấy có trang 1 trên 6 nè, thấy chưa? Qua trang 2 trên 6 nè, thấy chưa? Trang 3 trên 6 và cuối cùng là cái trang cuối cùng là các bạn thấy trang 6 trên 6 đó. Các bạn thấy không? Ha. Mình sẽ có 6 trang như vậy. Rồi. À, ở đây á, trên cái phần header á, chúng ta cần thêm một cái đường nét kẻ ở phía dưới cho cái phần header. Các bạn thấy là những cái trang khác là cái nét kẻ phía dưới nó chưa có đúng không? Bây giờ chúng ta muốn thêm cái phần header, cái nét kẻ phía dưới cho phần header thì trước tiên chúng ta phải vào cái header này ra, thì chúng ta có thể double click hai cái nha. Rồi. Xong sau đó chúng ta vào cái phần là home. À, xin lỗi, chúng ta vào cái phần insert ha. Rồi chúng ta chọn qua cái shape và chúng ta chọn một cái nét kẻ. Và bây giờ chúng ta có thể kẻ cái nét đó thôi. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Chúng ta kẻ xong rồi, chúng ta double click ra ngoài. Ok. Rồi các bạn thấy không? Có nghĩa là hiện tại bây giờ cái header nó đã có được cái đầu trang, nó đã có được cái đường gạch ngang như thế này rồi. Các bạn thấy tất cả các đầu trang nó đều có giống như vậy hết á. À. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là nó đi chung một bộ, nó sẽ tự động nó thiết lập như như thế thế nha. Rồi. Ok, bây giờ tiếp theo á, là cái phần là cái mục lục ha. Thì cái mục lục có nghĩa là sao? Mục lục có nghĩa là nó sẽ đánh cái vị trí cho từng cái tiêu đề. Ví dụ như ở đây nó có 6 mục, từ mục 1 nè, mục 2 nè, tới cái mục cuối cùng á, là mục số 6. Các bạn thấy không? Mục cuối cùng là mục số 6 nè. Đây, mục số 6 ha. Rồi, để đánh tiêu đề cho từng mục như thế này chúng ta làm sao? Các bạn chọn vô cái từng tiêu đề của cái mục ha. Các bạn chọn trong cái thẻ home, các bạn chọn vào cái hidden ha. Hidden. Hidden 1 á ha, hidden 1 ha. Rồi, ở đây cái hidden 1 á, cái kích thước của cái chữ nó hơi nhỏ. Các bạn tăng cái kích thước lên cho nó dễ nhìn ha. Lấy chuột phải chọn modify. Ví dụ như chúng ta chọn là 20 đi. Ok. Cho nó bự hơn chút xíu á. Rồi. Các bạn xuống tới mục số 2, các bạn cũng chọn vô cái heading 1 ha. Đó. Mục số 3. Chúng ta chọn vô cái heading 2, heading 1. Số 4 cũng vậy ha. Heading 1. Số 5. Heading 1. Số 6. Heading 1 ha. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó, là đánh cái chỉ mục, đánh tạo cái mục lục ha. Thì cái mục lục chúng ta muốn tạo á là chúng ta sẽ vào, sau khi chúng ta đánh cái heading cho từng cái mục rồi á, từng cái tiêu đề rồi á, chúng ta click trên đầu trang nè, chúng ta chọn vào cái phần referency, chúng ta chọn vô cái phần là table of content ha. Rồi các bạn chọn vào cái mục đầu tiên này, content này, heading 1, heading 2, heading 3 này, chọn vô đó. Các bạn thấy không? Bây giờ á, có nghĩa là 6 cái mục, 6 cái chỉ mục tương ứng á, bây giờ cái này nó thành cái mục lục rồi nè. Các bạn thấy thành cái mục lục rồi không? Nó gồm có 6 phần đúng không? Phần 1 là quy định về bằng chứng chỉ nè. Phần 2 là thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ, cái phần cuối cùng là nội dung ghi trên các văn bằng chứng chỉ. Rồi ở đây từ cái chỉ mục chúng ta có thể đi đến tất cả các trang nó bằng cách là click lên cái đường link này, nó cũng đi được ha. Ví dụ như hiện tại cái mục số 6 này nó đang nằm ở nội dung ghi trên các văn bằng chứng chỉ, nó ở trang số 4 đúng không? Chúng ta giữ phím control nha. Giữ phím control. Chúng ta giữ phím control là phím này. Giữ phím control và chúng ta click lên cái mục đó thì nó sẽ đi đến ha. Ví dụ như muốn đi đến mục 6, giữ phím control, click lên. Đó, các bạn thấy nó chạy xuống luôn không? Các bạn thấy hay không? Chúng ta đâu cần phải ngồi lăn lăn đâu đúng không? Nó chạy xuống liền chứ chúng ta đâu cần phải lăn lăn đâu. Rồi. Các bạn coi trong cái mục số 3 này nha. Trong cái mục số 3 các bạn thấy á, là cái phần 3 nó có hai cái phần 3 nhỏ. Cái mục 3 nó có là nguyên tắc quản lý và điều kiện cấp văn bằng chứng chỉ, thì nó có là nguyên tắc cấp phát văn bằng chứng chỉ. Cái thứ hai là điều kiện cấp văn bằng chứng chỉ. Thì cái mục 3 nó có hai cái mục 3 nhỏ nữa, thì chúng ta muốn đánh chi mục cho đánh đánh cái mục lục cho hai cái mục 3 nhỏ này luôn thì chúng ta phải làm sao? Thì các bạn xem nha. Để đánh mục lục cho hai cái mục 3 nhỏ thì các bạn chọn vô cái phần là 3 31 này, 3.1 này ha. Chúng ta chọn lại cái phần home. Thì các bạn để ý á, để đánh được chỉ mục, để tạo được cái mục lục á, thì
các cái chữ này nè, các cái chữ mà các bạn muốn tạo mục lục á là nó phải thuộc dạng là heading 1, heading 2, heading 3, heading 4 ha. Nói chung là dạng heading nó mới đánh được cái mục lục nha, còn không phải là heading nó không đánh được mục lục. Thì các bạn thấy khi mình click vô ở đây nè, các bạn thấy nó là dạng normal nè, cái chữ bình thường á là nó không nó sẽ không tạo được mục lục ha. Rồi bây giờ để tạo được mục lục á thì mình quét chọn nó. Tại vì cái 3.1 á là nó nhỏ hơn, là nó là con của cái 3 đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn nó là heading 2. Rồi. 3.2 á nó là cũng con của cái 3 nên chúng ta chọn là heading 2 ha. Rồi. Các bạn vào lại cái phần là cái nội dung nè, cái mục lục này ha. Các bạn click chuột trái lên cái mục lục thì nó sẽ có cái chữ là update ha. Thì ở đây á các bạn chọn vô cái update table á thì nó cho các bạn hai cái tùy chọn là update cái trang, chỉ là cái số trang thôi. Thì ở đây chúng ta không có update cái trang mà chúng ta sẽ update toàn bộ cái table, toàn bộ cái mục lục ha. Chọn update entire table ha. Ok. Rồi các bạn thấy không? Lúc nãy á nó chỉ có cái mục 3 thôi, bây giờ nó có 3.1, 3.2 nữa nè. Chúng ta tới 3.1 rồi. Đó các bạn thấy nó đi tới 3.1 luôn không? Đúng không? Chúng ta chỉ cần á là giữ control và ấn phím chuột trái ha. Ví dụ như bây giờ muốn mục số 4, muốn đi đến mục số 4 là các trường hợp bị thu hồi nè. Đó các bạn thấy không? Nhanh đúng không? Ok. Thì hy vọng á cái này nó sẽ giúp ích được tất cả các bạn nha. Thì mình nói nhanh lại một lần nữa để các bạn nhớ lại hồi nãy giờ mình học cái gì, để các bạn không bị quên nha. Chúng ta sẽ học và thực hành luôn ngay luôn ha. Thì trong cái video này á mình sẽ đính kèm thêm cái bài tập ở trong cái phần mô tả video nữa. Thì các bạn vô cái phần mô tả video á, các bạn chọn cái đường link là chọn tới cái bài tập để download về làm, download lại cái file file này về các bạn thực hành lại cho nó nhớ nha. Thì chúng ta cũng có header, thì để header là chúng ta có thể tạo header, chúng ta có thể double click hai cái vô header ha, hoặc là chúng ta có thể là vào cái mục insert chọn qua cái phần header, và tương tự cho cái phần footer là chúng ta có thể double click hai cái vô cái phần footer, và chúng ta hoặc là chúng ta vào cái mục á là insert chọn vô footer ha. Rồi trong cái phần footer chúng ta có thể thêm cái trang thì chọn là page number ha, nó sẽ thêm cái số trang cho cái footer ha. Rồi muốn tạo cái mục lục á, tạo mục lục như thế này thì trước tiên chúng ta sẽ phải đánh header cho từng cái chỉ mục ha, chọn cái dạng heading ha. Sau khi chúng ta chọn dạng heading xong rồi á thì chúng ta vào cái phần là referency, chúng ta chọn vô cái là table content. Thì lúc này á nó sẽ cho phép bạn tạo một cái mục lục giống như thế này. Chúng ta có thể sửa cái chữ này thành tiếng Việt cho nó dễ hơn. Đó. Rồi ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Các bạn vui lòng chia sẻ cái hướng dẫn này tới tất cả người thân bạn bè của mình để họ khi cần họ có thể dùng tới ngay hơn. Cái này nó ứng dụng trong công việc nhiều lắm nha tất cả các bạn. Các bạn khi đi học đi làm thì cái này dùng rất là nhiều, chúng ta nên biết ha, tại vì tới khi mà chúng ta cần thì chúng ta đi làm thì nó sẽ mất thời gian hơn, thay vì chúng ta ngồi gõ bằng tay như thế này, nó tốn nhiều thời gian lắm. Nhưng mà cái này là cái tự động nha. Thì các bạn chia sẻ với người thân bạn bè của mình nha. Các bạn đăng ký kênh với mình nhé. Kênh link đăng ký kênh ở bên dưới video á, các bạn chọn subscribe, đăng ký kênh. Ok. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. À.